Cô Sáu xin chào các con. Hôm nay cô Sáu sẽ giới thiệu cho các con một loại cây ăn trái rất là ngon, đó là cây đu đủ. Bây giờ cô và các con cùng nhau ra ngoài vườn xem cây đu đủ nha. Đây là cây đu đủ này con. Cây đu đủ này cũng to đó, và nó có rất là nhiều trái luôn nè. Phía trên kia là đọt của cây đu đủ đó con. Đây là trái đu đủ này con. Và trái đu đủ này á, khi chưa chín á, thì nó sẽ có màu xanh như thế này nha con. Và khi chín rồi á, thì trái đu đủ nó sẽ có màu vàng như nè con. Ở bên trong của nó có rất là nhiều hạt luôn. Và nó ăn rất là thơm và ngọt nữa. Đây là thân của cây đu đủ nè con. Trên thân của cây đu đủ á, có những cái mắt nè con. Đây những cái mắt này nè, hay ta gọi là những cái khía đó. Đây là những cái lá khô á, nó đã rụng đi và để lại những cái mắt, cái khía này trên thân đu đủ nè con. Đây là lá của cây đu đủ nè, nó to và có nhiều nhánh nè con, thấy không? Lá của nó cũng có màu xanh nữa. Cô Sáu vừa giới thiệu cho các con một loại trái cây ăn quả rất là ngon, đó là cây đu đủ rồi. Lần sau cô sẽ vào vườn và giới thiệu cho các con một loại trái cây khác nha. Bây giờ xin chào tạm biệt các con.